những câu nói hay về cuộc sống, truyền cảm hứng và tạo động lực cho bạn. Hãy cùng mình xem nhé! Cuộc sống giống như cưỡi một chiếc xe đạp, để giữ thăng bằng, bạn phải di chuyển liên tục. Hãy sống như một trái dứa, đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang, bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào. Cuộc sống không phải là một vấn đề cần giải quyết, mà là một thực tế cần trải nghiệm. Cuộc sống không thử thách là không đáng sống. Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% cách bạn phản ứng với nó. Bi kịch của cuộc đời là chúng ta già đi quá sớm và khôn ngoan quá muộn. Quá nhiều người trong chúng ta không sống với ước mơ bởi vì chúng ta đang sống trong nỗi sợ hãi của chính mình. Đời người là một hợp đồng trọn gói, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau, tất cả chỉ bán chung một gói, không thể mua riêng từng thứ được. Cậu sống là để làm hài lòng người ta, nhưng người ta còn chẳng nhìn thấy cậu, thậm chí ngay cả cậu còn chẳng thấy bản thân mình. Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn được sống mãi mãi. Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là tạo ra nó. Phàn nàn về một vấn đề mà không đề xuất giải pháp được gọi là than vãn. Hãy làm việc nhỏ khi nó còn dễ và hãy làm những việc lớn khi nó còn nhỏ. Chặng đường dài ngàn dặm luôn khởi đầu từ một bước chân. Cuộc sống vốn dĩ không khổ, khổ chính là ở dục vọng của chúng ta quá nhiều. Lòng người vốn không mệt mỏi, mệt mỏi chính là có quá nhiều thứ không bỏ xuống được.